Vâng, em xin chào quý vị. Vâng. Xin chào mừng mọi người đã trở lại với Nguyên Vũ Audio. Và ở trong cái video này thì chúng ta sẽ đến với một cặp loa Buxel Mini của Kenwood nha quý vị nha. Này. Đấy. Cái căng của loa còn rất là tuyệt vời như này. Đấy. Còn rất đẹp như này. Vâng. Kích thước của loa như sau. Vâng. Con loa này thì là kích thước của nó khá là nhỏ xinh nhưng mà chất âm thì đã rất tuyệt vời. Đấy. Đấy, chiều ngang của loa là đi 14 cm, vâng. Chiều sâu của loa là đi 23 cm, vâng. Và chiều cao của loa, vâng. Chiều cao của loa là đi 23,5 cm, vâng. Đấy. Đường kính loa bát của nó, đây chúng ta có thể thấy là nó sẽ là có đường kính loa bát là đi 12 cm. Đấy, rất là phù hợp cho quý vị là ai chúng ta đang có những cái âm ly MIDI ở nhà, chúng ta có thể ghép vào thêm với loa này nhé. Hoặc là chúng ta đang có những cái đầu này, đầu những cái âm ly 12V, những cái âm ly đầu, những cái âm ly 12V mà được tháo ra từ từ ô tô ấy, chúng ta ghép thêm các cái loa này vào cũng rất là ok nhé. Rất nhiều anh là lấy những cái đôi loa này về và các anh ấy ghép vào cái đầu của cái ô tô để chúng ta tạo thành một bộ nghe dàn nghe nhạc nhé. Vâng, vừa có đĩa vừa có âm ly các thứ trên đấy luôn. Vâng, rất là tiện lợi. Vâng, đấy, rất là hay. Đấy. Đây thì con này quý vị có thể thấy là nó là loa màng trắng nhé, loa giấy màng trắng, màng giấy trắng. Vâng, gân cao su này, loại gân béo, tức là loại gân nó dày hơn các loại gân khác một chút xíu, nó gọi là gân béo. Còn có một loại gân là nó hẹp hơn, nó nhỏ hơn, cái tiết diện đây nó nhỏ hơn đấy, thì nó gọi là gân gầy đấy. Thì bọn gân béo này thì nó sẽ cho tiếng bass nó uy lực hơn, bởi vì là cái gì, vì là cái độ dày của gân nó dày hơn nên là nó sẽ chịu được tốt hơn và cho tiếng bass tốt hơn nhé. Vâng, đây là một con loa đến từ Kenwood, là màu gỗ như này, mình có thể thấy rất là đẹp nhé, hàng về còn rất đẹp luôn đấy, có thể nói là đẹp như mới luôn đấy. Thấy chưa? Kenwood K521 nha quý vị nhé. Vâng. Trực hàng 4 ohm và công suất 40W một loa. Vâng. Đấy. Rất đẹp. Tuyệt vời luôn. Rất tuyệt vời. Đây nhé. Đây. Đây. Kenwood K521. Vâng. Giá của đôi loa này nhá. Vâng, giá của đôi loa này là 1.400.000 đồng. Đấy. Đây là những dòng loa đời cao, đấy, sở hữu rất nhiều các công nghệ tiên tiến trong này nên là chất âm rất là hay. Đấy. Cho tiếng bass rất chắc và tiếng trung rất là sâu lắng. Vâng. Đấy. Có thêm chập đồng đây nữa, rất là tuyệt vời. 1.4 triệu một đôi loa này nhá. Hàng còn như đẹp như mới luôn. Vâng, tất nhiên thì nó là hàng bãi thì nó sẽ không tránh hết những cái sức sát, nhưng mà như những con như này chỉ là cuộc dạng cực kỳ đẹp rồi đấy, như quý nhá. Thì quý vị ai có nhu cầu mua liên hệ ngay cho bên em. Vâng, số điện thoại bên em là 0966 594 581 và địa chỉ cửa hàng bên em tại số 57 Nguyễn Hoàng, tại số 57 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình, Na Tiên, Hà Nội nhé. Và em xin là chào quý vị, xin hẹn gặp lại mọi người trong những cái video theo của bên em. Vâng.